khán giả của chương trình Góc Nhỏ Sài Gòn. Thưa quý vị, một tuần làm việc mệt nhoài đã trôi qua và ngày cuối tuần là thời gian lý tưởng để chúng ta có thể tạm quên đi những pha toan, và sẽ đặc biệt hơn nữa nếu chúng ta có thể tìm được một khoảng không gian thoáng đãng, lộng gió và phóng tầm mắt mình ra thật xa. Và ngày hôm nay thì Thu Thảo cùng với chương trình Góc Nhỏ Sài Gòn sẽ đưa quý vị đến một địa điểm như vậy, và đặc biệt chúng ta không cần phải đi đâu xa mà nó nằm ngay tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và bật mí với quý vị thì đây là một công trình biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh vừa được đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây. Để biết chính xác đó là nơi nào thì xin mời quý vị cùng với Thu Thảo khám phá ngay sau đây nha. Trên dòng sông Sài Gòn có một cây cầu đã được bắc qua nối vui đôi bờ, đó chính là cầu Thủ Thiêm 2. Với kiến trúc độc đáo cũng như sự trồ sậu, nhìn từ xa, cầu Thủ Thiêm 2 như một người khổng lồ sừng sững, oai nghiêm giữa dòng sông Sài Gòn lặng lờ chảy. Đây hoàn toàn có thể trở thành một biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh, đáng để mọi người chiêm ngưỡng. Một buổi chiều lộng gió, thả nhẹ bước dọc bờ sông để làn gió thổi đi hết những muộn phiền của cuộc sống thường nhật. Thu vào tầm mắt là khung cảnh công trình kiến trúc hiện đại, thật tuyệt vời đúng không nào? Kính thưa quý vị khán giả, đứng ở nơi này thì chúng ta vừa có thể ngắm khung cảnh tuyệt đẹp, vừa có thể tận hưởng những làn gió sông mát lành. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ cho quý vị là chúng ta hãy gửi xe, sau đó hãy đi lên cầu check-in chụp ảnh nha. Như vậy thì vừa an toàn, vừa thoải mái, lại tuân thủ luật giao thông nữa. Cầu Thủ Thiêm 2 sở hữu góc nhìn đẹp, thoáng đãng, và khi đứng ở nơi đây, ai cũng có thể gói gọn vào tầm mắt khung cảnh tuyệt đẹp và hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ thế, còn có thể chụp cho mình những bức ảnh với view xinh lung linh mà không nơi đâu có được. Em cảm thấy như thế nào khi mà thành phố mình có một cái công trình mới và rất là hiện đại như thế này? Em cảm thấy không khí trên đây thì em cảm thấy là thấm gió rất mát, và mình đi chụp ảnh cũng có được nhiều bộ ảnh đẹp. Tụi em thì có chụp được nhiều tấm ảnh rất là ưng ý và đẹp. Công trình này ngoài thuận tiện giao thông giữa hai thành phố thì em nghĩ là nó đáng để mọi người đến tham quan. Hôm nay mình đến cầu Thủ Thiêm với mục đích là đi hóng mát với bạn của mình, và mình cũng muốn check in cái cầu mới, công trình mới của thành phố Hồ Chí Minh. Mình thấy ở đây khá là mát nhưng mà mình nghĩ về đêm chắc là sẽ chill hơn nữa. Mình thấy đây là một cái công trình khá là có đầu tư của thành phố mình, bởi vì ở đây nó gần như là ở ngay trung tâm, mọi người có đông đúc người qua lại. Với lại ở đây mình có thể ngắm được các công trình biểu tượng của thành phố như là Landmark 81 và Bicico. Thì ở đây mình còn có thể ngắm cái chỗ xuất phát của Waterbus, ngắm tàu chạy, thì mình thấy ở đây khá là ok, hợp lý để mà mình thư giãn. Cầu Thủ Thiêm 2 có chiều dài hơn 1,4 km và rộng đến 6 làn xe, nối liền giữa đường Tôn Đức Thắng quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Hai bên cầu có rất nhiều quang cảnh đẹp với cây xanh, tòa nhà cao tầng. Với cây cầu mới này, chặng đường từ trung tâm quận 1 qua khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa bao giờ lại gần đến thế. Thông dòng chạy xe, ngắm cảnh ở cầu Thủ Thiêm 2, thật dễ dàng để bạn có thể sang khu đô thị mới Thủ Thiêm để dạo chơi. Bên cạnh có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, cầu còn là biểu tượng mới của sự hiện đại, góp phần thúc đẩy du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Với góc nhìn siêu xịn, cầu Thủ Thiêm 2 không chỉ thu hút người dân thành phố Hồ Chí Minh đến ngắm cảnh, mà còn thu hút rất nhiều người dân ở các tỉnh lân cận tìm đến để tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Thì không biết là khi mà xuống đây được chiêm ngưỡng một cái công trình mới của thành phố như vậy thì cảm xúc của cô chú như thế nào ạ? Người dân thành phố cũng như chúng tôi ở các tỉnh là đều thấy cái bộ mặt của thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 nổi bật lên được nhiều cái công trình mới. Giả dụ như cái công viên Bến Bạch Đằng và đây là cầu Thủ Thiêm 2. Chúng tôi rất là tự hào về cái việc thành phố ta có những cái công trình đẹp như vậy và thu hút nhất là tuổi trẻ. Từ hôm đó đến nay họ đi check-in rất nhiều tại đây. Bến Bạch Đằng này như ai cũng đều biết, và xưa nó rất là rậm rạp rồi, tàu bè đậu rất là nhiều, làm cái cảnh quan nó không được thông thoáng như bây giờ. Rồi cái đồng thời cái cầu Thủ Thiêm này góp phần thông thoáng cũng như là để khỏi tắc nghẽn giao thông, đó là một điều cả cái thành phố này cũng như các tỉnh lẻ bên ngoài đi đến đây đều mong ước được có. Cùng với trải nghiệm băng qua cây cầu hiện đại bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh, cầu Thủ Thiêm 2
chúng ta có thể thả bộ dọc về phía công viên Bến Bạch Đằng để ngắm sông Sài Gòn với một góc nhìn độc đáo khác. Giọng gót có đôi chút mỏi gói chuồng chân, muốn nghỉ ngơi một chút thì ngay cạnh công viên Bến Bạch Đằng có nhiều quán cà phê với góc nhìn đẹp mà chúng ta có thể tùy ý dừng chân. Chọn một góc bình yên, thưởng thức ly cà phê trứng ngọt nhẹ, béo ngậy và ngắm cảnh cũng là một lựa chọn lý tưởng cho ngày cuối tuần thong thả đấy nhé. Công viên Bến Bạch Đằng nằm ngay cạnh chân cầu Thủ Thiêm 2, có một vị trí vô cùng đắc địa ngay tại bờ sông Sài Gòn. Địa điểm này không những gây ấn tượng với du khách bởi công trình kiến trúc độc đáo, mà nơi đây còn là chứng nhân lịch sử của dân tộc. Từng là thương trại sầm uất bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Bến Bạch Đằng ngày nay đã mang một dáng vẻ khác, hiện đại và đẹp hơn, được đầu tư xây dựng thành công viên để người dân thành phố lui tới dạo mát, thư giãn và ngắm cảnh. Từ công viên Bến Bạch Đằng, chúng ta có thể tiếp tục đi xe buýt trên sông để được ngắm những công trình hiện đại hai bên bờ sông. Kính thưa quý vị khán giả, khi đi dạo ở công viên Bến Bạch Đằng thì chúng ta có thể nhìn ngắm một bên thành phố với dòng xe tấp nập và một bên là sông Sài Gòn êm đềm trôi hờ hững, tạo nên một nét đẹp rất riêng và lãng mạn của thành phố mà nếu ai một lần đặt chân đến đây thì khó có thể quên được. Khu viên dọc bờ sông với tầm nhìn rộng, thoáng đãng và lộng gió mát lành sẽ mang đến cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu, khó có thể tìm thấy ở những đô thị đông đúc. Bên cạnh những mảng màu xanh bình yên, công viên còn có hệ thống cột đèn chiếu sáng, tưới nước tự động và hiện đại, và con đường lát đá sạch đẹp để người dân đi dạo, vãn cảnh. Bên kia đường là những tòa nhà cao tầng với kiến trúc độc đáo, hệt như châu Âu thu nhỏ. Nếu bạn là một người thích chụp ảnh, bạn sẽ mê ly nơi này cho bạn xem, bởi có rất nhiều góc chụp sẽ cho ra đời những bức ảnh sống ảo triệu like đấy nha. Em cảm nhận như thế nào về không khí ở đây? Em thấy cái không khí ở đây nó rất là thoáng mát. Tại vì nãy giờ em đi đường á là em thấy nó nóng lắm, nhưng mà khi mà tới đây rồi thì em thấy là cảm giác nó dễ chịu hơn hẳn, tại vì nó có gió mát, gió sông á chị. Em thấy cái công trình của mình là nó đẹp, nâng tầm cho cái mỹ quan thành phố hơn ạ. Cuộc sống bỗng trở nên tĩnh lặng hơn sau những hối hả, vội vàng. Thỉnh thoảng hít hạ không khí trong lành và tận hưởng những cơn gió nhẹ nhẹ, tạo cho ta những cung bậc cảm nhận thật khó phai. Kính thưa quý vị khán giả, dù là sáng sớm hay tối muộn thì Bến Bạch Đằng và cầu Thủ Thiêm 2 vẫn thu hút nhiều người dân đến tham quan và dạo mát. Việc đứng ở trên cầu hay là bờ sông để hít thở không khí trong lành thì là một cách rất tích cực để chúng ta có thể tái tạo và chuẩn bị nguồn năng lượng tích cực cho một tuần mới. Đến đây thì chương trình Góc Nhỏ Sài Gòn tuần này cũng xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần sau cũng trên kênh VTV9. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những địa điểm lý thú tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Khi hoàng hôn buông xuống, trời ngả về đêm, đứng ở nơi đây, bạn sẽ thấy rõ nét thành phố lên đèn. Những tòa nhà cao tầng, công trình kiến trúc, những con đường bỗng trở nên nổi bật với đèn màu rực rỡ, sôi động và náo nhiệt. Đúng như cái tên, thành phố không bao giờ ngủ mà nhiều người đã ưu ái đặt cho thành phố Hồ Chí Minh.